Em xin chào cả nhà nhé. Em xin chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ, mát mẻ và ngủ thật là ngon giấc ạ. À, hôm nay em livestream để giới thiệu đến cả nhà mình cùng giao lưu đến những cái mặt hàng em có ngày hôm nay ạ. Em xin chào cả nhà. Em xin chào anh Thuần Phạm ạ. Em xin chào cả nhà. Em xin chào anh Hương Thanh Lê. Xin chào mọi người, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha. À, cả nhà có nhìn thấy em livestream không ạ? À, cáo nguyên bản có không em? Nhà em không có cáo nguyên bản đâu ạ. Thế thì bóng ngoài, bóng trong cổng chi là vẫn công tác ở trong. Em xin chào tất cả các cô, chú, anh chị và các bạn yêu phong lan ở trên mọi miền Tổ quốc ạ. À, em xin tự giới thiệu lại, em là Chu Thảo, em chuyên hàng lan rừng ở trên Cao Bằng ạ. Đây là cái kho hàng của nhà em đây ạ. Hàng vừa mới về chiều tối hôm nay và em sẽ livestream để giới thiệu đến cả nhà mình luôn nha. Có nghĩ là cô đang làm việc nha. Em xin chào cả nhà nè. Đây ạ. Đây chính là Hà Yến này. Hà Yến, tại vì là cái trời nó hơi tối một chút nên là Hà Yến này hơi nhìn nó hơi mờ một chút ạ. Đây ạ. Em xin chào cả nhà. Em xin chào anh Nguyễn Trọng Hoan này. Em xin chào anh Hán Văn Đời này. Đây em sẽ giới thiệu một loạt qua hàng của nhà em, xem cô chú anh chị nào còn muốn sưu tầm thì liên hệ với em nhé. Và cái số điện thoại thì em đã để ở trên ghim luôn rồi ạ. Cô chú anh chị nào mà cần thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0965495087. Đây ạ, đây chính là Hà Yến nhà em ạ. Giá là 150.000 một cân thôi này. Đây ạ, Hà Yến đây ạ. Hà Yến 150.000 một cân này. Em xin chào ông lớn này. Em xin chào cả nhà. Sao trời chẳng sáng thế nào nhỉ? Em xin chào tá tớt ạ. Em xin chào mọi người. Em giơ lên như này thì nó sẽ thấy nó sáng hơn một chút. Đây ạ, đây chính là Hà Yến nhà em nè. Và đây chính là giáng hương đuôi cáo hàng tuyển nhà em. Hán Văn Đời ơi, hôm nay em gửi rồi anh nhá. Hôm nay hôm qua ấy. Đây ạ, đây chính là giáng hương đuôi cáo hàng tuyển nhà em là 200.000 một bó nè. À, Ngọc Thạch của nhà em là 200.000 một cân nè. Em xin chào anh Thắng Lucky nè. Ngọc Thạch là 200.000 một cân này, và đang là cái mùa phát triển của Ngọc Thạch nên là cô chú anh chị mà mua về mà ghép ấy thì sẽ rất là chuẩn luôn này. Đây ạ. Anh Đinh Xuân Thịnh. À, em đang quay cho cả nhà xem, còn bên kia là đơn cam này. Đơn cam là 650.000 này. Ý Ngọc này.
Em xin chào cả nhà. Em xin chào cả nhà. Em xin chào anh Tuyên Lan. Anh Tuyên Lan khi nào lên Cao Bằng em chơi thì ghé qua nhà em chơi nha. Đây ạ, à, hải yến đây ạ. À. Đây chính là những cây hải yến nhà em này. Đây ạ. À. Đây ạ, à, đây là những cây hải yến nhà em. Hình như là hơi bị à, hơi bị nghiêng. Em xin chào cả nhà. Đây ạ, à, đây chính là hoàng lạp nhà em này. Đây chính là hoàng lạp nhà em ạ. À. Nhầm. Trời em xem. Đây chính là hải yến nhà em ạ. À. Hải yến nhà em bán là 150.000 một cân này. Cái cây nó rất là xinh. Cái cây nó rất là xinh đây này. Cảm ơn. Đây ạ. Nó lấy rác bê rồi, nó còn đi lấy rác ngoài nữa. Đây này. Rác ở nhà mình thì còn đỡ. Rác ở nhà họ. Hải yến là 150.000 một cân này. Xong đây. Rất là nhiều hàng hôm nay nhà em về rất nhiều hàng luôn này. Em hỗ trợ Thảo ạ. À. Không cần đâu anh ơi. Em tự sơi được hết. Không để bạn cứu bạn giúp à? Tại vì chốt là em tự chốt được mà. Bạn mua đêm không bị à? Bạn cứu bạn đi ngủ đi ạ. Đây ạ, à, đây chính là hải yến nhà em ạ, à. Cái cây rất là xinh này. Cây rất là xinh. Giá là 150.000 một cân thôi này. Đây chính là hải yến nhé cả nhà nhé. Quý ơi. Quý. Không gọi, ý ngọt. Thế ạ, không cần. Đây ạ, à, đây chính là ý ngọc nhà em đây này. Ý ngọc nhà em đây ạ. À. 250 một cân này, ý ngọc này. Đây ạ. 250 một cân ý ngọc. Ở đây chính là 250 một cân ý ngọc ạ. Đây này. Và ý ngọc là nó đang phát triển rất là nhiều thân tơ nên là khi mà chúng ta mua về ấy, đơn cam sao chị? À, anh Vương Quyền ơi, đơn cam là 650.000 một cân này. Đây ạ. Đây ạ. À. Anh ơi đây chính là đơn cam nhà em này. Đây ạ. À. Vì nó là mặt hàng giống nên là nó rất là xinh. Hạt vĩ ông lớn ơi, hạt vĩ của nhà em là 300.000 một cân này. Em lấy cho cả nhà xem luôn. Đây ạ, hạt vĩ đang trong quá trình nở rất là nhiều mầm tơ này. Hạt vĩ đang trong quá trình nở rất là nhiều mầm tơ. Hạt vĩ là 300.000 một cân này, hạt vĩ Bắc nhé cả nhà nhé. 300.000 một cân ạ. Thì cô chú anh chị nào mà ưng thì cho em xin địa chỉ và số điện thoại ạ. Nhà em ở trên Cao Bằng nhé, em có nhận ship hàng toàn quốc ạ. Hôm nay nhà em bán này, đầu tiên là chính là có chuối ngọc là nhầm. Hôm nay nhà em có ý ngọc này, có ngọc thạch ba màu này, có hải yến này, có sóc lào, có đơn cam, có sơn thủy tiên này. Có sơn thủy tiên nữa ạ. Đây chính là em xin chào cả nhà. Cả nhà bây giờ này đã ăn cơm mà chuẩn bị đi ngủ chưa ạ?
Đây ạ, hạt bí đây ạ. Đây ạ, chị ơi, đơn cam đây ạ. Đơn cam hàng, hàng đơn cam nhà em đây này. Đây nữa này. Nó có hoa trong này này. Đơn cam đây ạ. Rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và bán hạt giống, hàng giống thì nó chỉ được như thế này thôi ạ. Và khi mà cô chú anh chị ghép mà giữ ẩm cho đơn cam thì nó sẽ nảy rất là nhiều hạt, những cái mầm lên ạ. Và đây chính là hạt vĩ này. Hạt vĩ nhà em bán là 300.000 một cân thôi. Em ở trên Cao Bằng ạ. Em ở trên Cao Bằng nhé cả nhà nhé. Đây ạ. Đây chính là hạt vĩ nhà em này, hạt vĩ Bắc nhá. Dạ. Đây ạ. Mạng lát quá. Em đã dùng mạng gì ta? Đơn cam Dương Phát ơi, đơn cam giá là 650.000 ạ. Bạn nào mà mua hàng ở trên livestream em sẽ giảm 20.000 ạ. Bạn nào mua hàng ở trên livestream với giá của đơn cam này em sẽ giảm 20.000 ạ. Với điều kiện là cô chú anh chị xem livestream cho em. Chỉ thế thôi ạ. Thì bây giờ đơn cam thì em là bán là 650. Và nếu mà cô chú anh chị xem livestream cho em và đặt hàng ở trên này thì nhà em sẽ giảm là 20.000 ạ. À đây ạ, đơn cam nhà em này. Đơn cam nhà em rất nhiều, em có quay cho cả nhà xem luôn này. Đây ạ. Đây chính là cái đơn mặt hàng đơn cam nhà em này. Buổi tối nên là em quay hơi mờ này. Đây ạ. Đây chính là mặt hàng đơn cam nhà em ạ. À đơn cam này em bán từ nửa cân trở lên nhá. Còn đây chính là sơn thủy tiên này. Cả nhà có thể nhìn thấy sơn thủy tiên rất là xanh tươi phải không ạ? Và do hình hơi tối nên là em quay nó không được được nhìn thấy rõ lắm ạ. Đây là sơn thủy tiên của nhà em ạ. Em xin chào anh Huỳnh Lê Duẩn nhé. Đây chính là ngọc thạch của nhà em đây ạ. Và ý ngọc này. Quý ơi! Quý! Không lấy điện thoại à? Đây ạ. Đây là hải yến nhà em này. Nhà em bán 150.000 một cân hải yến nhá. Đây này, hải yến rất là xinh. Đây ạ. Đây là những cái cây hải yến nhà em này. Ôi giời ơi. Mấy con cún này. Ra ngoài. Có vảy rồng, nhà em hết vảy rồng rồi mà ngày hôm nay nhà em không có vảy rồng về đâu ạ. Anh Đức Bình ơi, mấy ngày hôm nay nhà em không có vảy rồng về. Còn bên trên này là kiều vuông này, có ai cô chú anh chị nào muốn sưu tầm kiều vuông mà kiều vàng không ạ? Kiều vuông nhà em bán là 300.000 một cân, còn kiều vàng là 200.000 một cân này. Đây ạ. Còn đây chính là ý ngọc này. Khác nhau ở mặt hoa anh ơi. Anh Phùng Hồng Vũ ơi, khác nhau ở mặt hoa. Còn cái thân của nó giống y hệt nhau luôn ạ. Cái thân của nó em mà em thấy nó giống y hệt nhau luôn ấy. Con cún trắng nhà em có mấy con nghịch như quỷ. Cho anh 200k đơn cam. Ok anh. Anh Karate QH cho em xin địa chỉ và số điện thoại nhá. Đây chính là cái mặt hàng đơn cam nhà em đấy ạ.
Nhìn rất là, nhìn đây, nhỏ nhắn xinh xắn. Khi mà mình trồng thì nó sẽ nảy rất nhiều mầm tơ đấy ạ. Bởi vì mình bán hàng giống mà, nên là ở đâu cũng vậy thôi, đơn cam ở đâu cũng vậy thôi ạ. Nên là vì nó là hàng rừng và hàng giống nên là nó rất là nhỏ nhắn xinh xắn thôi. Nó không bụng bự, nó không to tướng đâu ạ. Nhỏ nhắn xinh xắn và hoa của nó là màu cam, giống như là một cái con chim lửa ấy. Người ta, cái hoa đơn cam này người ta mệnh danh là con chim lửa. Mình không biết là trồng cái cây đơn cam này nó là theo phong thủy hay là như thế nào, nhưng mà mặt hàng này em bán được rất rất nhiều luôn, và ở phương trời nào cũng thấy có người tìm đơn cam. Vừa rồi nhà em về nhỏ giọt mỗi lần 20-30 cân thì là không đủ cho khách hàng. Nên là chiều tối hôm nay nhà em đã lại về 50 cân cho mọi người nữa này. Ý Ngọc hạc vĩ bao nhiêu tiền? Ý Ngọc là 250 ạ, hạc vĩ là 300 nghìn đấy ạ. Đây chính là Ý Ngọc anh nhá. Em quay trong kho cho cả nhà xem luôn ạ. Đây ạ, đây là Hà, đây là Ý Ngọc này, 250 một cân này. Còn đây là hạc vĩ này, hạc vĩ nhà em bán là 300 nghìn một cân đấy ạ. Nó đang trong đà phát triển rất nhiều thân tơ luôn ạ. Hải Yến trồng thế nào, ghép vào gỗ ha, vào gỗ dớn được không? Được anh Phùng Hồng Vũ nhá. Nhưng mà đầu tiên thì nếu mà anh muốn ghép xinh xinh ấy thì anh có thể là trồng trước để cho nó nảy có mọc rễ rồi thì anh trồng vào, anh ghép vào thì nó sẽ thích hơn. Hoặc là nếu mà anh trồng thì anh phải, nếu mà anh ghép gỗ ấy thì anh phải giữ ẩm cho cái cây lúc đầu ấy, là phải từ một ngày anh phải tưới nước cho nó từ 1 đến 2 lần, 2 lần đấy ạ. Phải giữ ẩm cơ anh ạ. Đây này, còn bên này là giáng hương đuôi cáo nhà em bán là 200 nghìn một bó này, hàng tuyển. Và em vừa rồi em gửi hàng cho tất cả các cô chú anh chị thì mọi người phản hồi ra rất là nhiều, bảo là đã mua ở rất là nhiều nơi rồi, nhưng mà mua ở nhà Thảo thì cây rất là tươi. Tại vì sao ạ? Tại vì Thảo là nơi đầu nguồn nên là cả nhà sẽ mua được những cái cây cáo rất là xinh, rất là tươi này. Còn đây chính là Ý Ngọc, và bên trong kia là Ngọc Thạch ba màu ạ. Nhà em có Ý Ngọc này, Ngọc Thạch ba màu này. Hạc vĩ Bắc anh ơi, anh Văn Lai ơi, hạc vĩ Bắc ạ. Hạc vĩ Bắc anh Văn Lai nhá. Em xin chào anh Kiệt Nguyễn ạ. Em xin chào anh Hề Hòa Lê Quang. Em xin chào cả nhà. Em xin chào anh Ngụy Được ạ. Anh inbox địa chỉ cho em rồi nhé Thảo. Em xin cảm ơn. Đến bây giờ em còn chưa được tắm rửa. Tại vì đơn hàng nhiều quá, xong rồi em ăn cơm muộn. Xong rồi tối hôm nay lại đi lượn lờ xem đồ linh tinh với các bạn nữa. Đây ạ. Nhà em không có kiếm đâu ạ, anh Bình Võ ơi. Nhưng mà nhà em lại có điện lan Trần Mộng này, có điện lan Hồng Hoàng đây này. Hôm nay nhà em có điện lan Hồng Hoàng đây ạ. Đây ạ. Đây chính là cái điện lan Hồng Hoàng nhà em này. Em xin chào anh Tuy Nguyễn này. Đây chính là điện lan Hồng Hoàng ạ. Còn bên trong trên kia là giáng hương tam bảo sắc. Là trời hơi tối nên là em quay nó hơi tối một chút. Thân đây anh ơi, anh Văn Lai ơi, hạc vĩ đây ạ. Đây ạ, đây chính là hạc vĩ nhà em này. Thân dài từ 30 đến 40cm cũng có này, 10cm cũng có đây ạ. Và vì cái hạc vĩ này nó đang mùa phát triển của cái thân tơ, nên là khi mà cả nhà mua về ghép ấy thì nó sẽ phát triển rất là nhanh ạ. Dài từ 30 đến 50cm anh ạ. Còn đây là Sơn Thủy Tiên này. Một cái mặt hàng đang rất hot tại shop em này. Nó đang mọc rất là nhiều thân tơ đây. Sơn Thủy Tiên của nhà em đây ạ. Sơn Thủy Tiên nhà em bán với giá là đây ạ. Đây là Sơn Thủy Tiên nhà em bán với giá là 300 nghìn một cân thôi ạ. Đây này, xinh không ạ? Sơn Thủy Tiên thì cả nhà khi mà trồng ấy thì nó có hoa màu vàng, họng đen rất là xinh. Người ta cái Sơn Thủy Tiên này được mệnh danh gọi là mắt đen. Mọi người hay gọi Sơn Thủy Tiên là mắt đen hơn là Sơn Thủy Tiên. Đấy ạ.
Đây là Sơn Thủy Tiên ạ. À. Có ai kết Sơn Thủy Tiên thì cho em xin địa chỉ và số điện thoại nha. 300.000 một cân thôi nè. Còn đây chính là ngọc thạch ba màu. Đây, đây chính là ngọc thạch ba màu đấy ạ. Và cũng đang là phát triển của rất nhiều thân tơ đấy ạ. Nên là cả nhà mà mua thì sẽ trồng nó phát triển rất là nhanh. 200.000 ạ. À. Còn đây chính là sóc Lào. Sóc Lào thì tại vì là ở cái góc này trời hơi tối nên là em quay nó không được chuẩn lắm. Thì sóc Lào nhà em bán 150.000 một cân này. Hoàng thảo xoắn cũng là 150.000, cũng là hoàng thảo xoắn là 250.000 một cân này. Còn bên kia là đùi gà cũng 250.000 một cân. Đơn cam là 650.000 ạ. Đây ạ, em đi chào chị Hà Trang nhé. Đây chính là Hải Yến nhà em đấy ạ. Một cái mặt hàng đang rất là hot ở trên trên thị trường lan. Tại vì là cái cây của nó rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Đây ạ. Đây chính là cái cây Hải Yến này. Xinh không ạ? Rất nhiều mặt hàng khác ạ. À, cô chú anh chị nào muốn lựa cho mình những giò lan đẹp thì liên hệ với em nhé. Và em sẽ kết thúc livestream đây. Thì cô chú anh chị nào mà đặt hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại em đã ghi ở trên đây ạ. Quý ơi!